Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn phần lesson 2, phần ngữ pháp. Ok, thì trong cái phần ngữ pháp này thì chúng ta sẽ học về cách đặt câu hỏi và cách trả lời câu khẳng định và câu phủ định. Thì chúng ta sẽ có câu hỏi là What do you like? Các con còn nhớ là do you like không? Do you like? Nếu mà chúng ta đầu câu mà câu hỏi là do hoặc does thì chúng ta sẽ trả lời yes hoặc no. Nhưng trong cái câu hỏi này thì chúng ta có thêm từ hỏi là what. Thì cái dạng câu hỏi này thì chúng ta sẽ có tên là were question, double S question. Có nghĩa là những từ hỏi như là what, where, when, why. Ok, thì chúng ta sẽ tên của nó là double S question. Rồi, thì what do you like? Có nghĩa là bạn thích cái gì? Bạn thích cái gì? À, thì ở đây chúng ta sẽ trả lời, nếu mà chúng ta thích cái gì đó thì chúng ta nói là I like cake. Cô nói là cô thích bánh. I like noodles. Cô thích mì. I like present. À, cô thích quà tặng. Đó thì là I like bình thường thôi ha. Và nhớ là khi mà chủ từ là I thì động từ ở dạng là nguyên mẫu. Ok ha. À, nếu chủ từ là ai thì động từ ở dạng là động từ thường nè, nè động từ thường là ở dạng nguyên mẫu ha, like là nguyên mẫu của nó. Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta muốn nói là tôi không thích cái gì đó thì chúng ta sẽ phải có trợ động từ là do và thêm not là đọc là gì các bạn? Don't. Cái này chúng ta cũng đã học bài hôm trước rồi. I don't like. Nên là tôi không thích. Ok, I don't like candy. I don't like candy. Tôi không thích kẹo. À, vậy thì đây cái câu đầu tiên là câu ở dạng khẳng định và câu thứ hai là ở dạng phủ định. À, ok, nhớ là trong câu phủ định thì chúng ta sẽ có trợ động từ là do hoặc là does, nhưng mà trợ động từ là phải thêm not nha các bạn. Phủ định là có not, vậy là thì phải có là don't hoặc là doesn't. À, rồi, nhưng mà ở đây là chủ từ là ai nên là chúng ta phải mượn trợ động từ là do thêm not là don't. Rồi, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các con về cái mẫu câu mà chúng ta đi với chủ từ là ngôi thứ ba số ít. À, hôm trước là cô cũng đã hướng dẫn cho các con rồi, ngôi thứ ba số ít thì mà chúng ta có gì? He, she. À, he là anh ấy và she là cô ấy. Rồi, thì đối với he, she thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ là does. Vậy thì cái câu này là What does he like? Hoặc là what does she like? À, có nghĩa là anh ấy thích cái gì hoặc là cô ấy thích cái gì. Và cái câu trả lời của chúng ta là he hoặc là she cộng với động từ. À, động từ chính ở đây là like, thì ở đây chúng ta sử dụng lại là like. Nhưng mà đối với chủ từ là ngôi thứ ba số ít thì động từ chúng ta phải có thêm thêm s. Ok, he likes balloons, she likes balloon. Các bạn nhớ nha. Rồi, tiếp theo, bây giờ nếu mà chúng ta muốn phủ định nó là cô ấy không có thích cái đó, cô ấy anh ấy không có thích cái đó thì chúng ta sẽ có thêm trợ động từ là doesn't. Doesn't. He doesn't like balloon. Nhưng mà lúc này các con thấy là cái chữ like hiện tại là bây giờ nó không có s nữa mà nó là ở nguyên mẫu. Vì sao? Vì trong câu này chúng ta có gì? Có doesn't rồi, chúng ta đã mượn trợ động từ rồi thì cái động từ chính phía sau nó phải trở về nguyên mẫu. Ok, he doesn't like balloon, she doesn't like balloon. À, vậy thì chúng ta sẽ có hai mẫu câu ha. À, các con sẽ viết những cái mẫu câu này vào tập rồi thực hành thêm ở nhà cho cô nha. Rồi, phần tiếp theo. Phần tiếp theo là phần nói, nghĩa là chúng ta nhìn tranh và chúng ta sẽ nói theo đúng cái yêu cầu là number one là các bạn nhìn cậu bé này, he ha, cậu ấy là he. Rồi, he likes candy. Nhìn cái mặt nè, nhìn cái mặt là thích nè. He likes candy. Rồi, nhìn cái bức tranh số 2, picture 2. Anh ấy có thích bong bóng không? Vậy là he doesn't like balloon. He doesn't like balloons. Ok. Number 3. She. Đây là cô ấy nè, cô gái là she sao? Cô ấy. She like present.
She likes resin. Các bạn có để ý là cái chữ likes cô có thêm s không? Cô không có đọc là like mà cô đọc là likes. She likes present. À, cô thích ấy thích món quà. Rồi bây giờ là bên đây là cô ấy là cô ấy không có thích cái bánh kem, vậy là she doesn't like cake. Ok, thì các bạn nghe cô đọc kỹ nè. She doesn't like, cái chữ like cô đọc bình thường, cô không có thêm s, là she doesn't like cake. Ok, là cô ấy không có thích bánh kem. Vậy các bạn nhìn tranh các bạn thực hành lại cho cô nha. Rồi, tiếp theo là phần số 4 là look again, nghĩa là mình nhìn lại bốn bức tranh này và viết. Ok, đây là phần viết đây. He likes candy, đó là bức tranh đầu tiên. Rồi number 2. He, chúng ta điền likes hoặc là doesn't like nè. He doesn't like, ok. And number 3, she likes, ok. And number 4, she doesn't like. Vậy bây giờ các con viết bốn cái câu này vào tập nha. Để các con thực hành lại cả lesson 1, lesson 2 thêm ở nhà cho cô nha. Ok, thank you, goodbye class.